Tháng 8 năm 2012, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo mua lại công ty Green Bell, vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng. Ông Quyết sau đó tiếp tục chỉ đạo em gái ruột Trịnh Thị Minh Huế soạn nghị quyết về việc 3 cổ đông tham gia góp vốn mà thực chất không hề góp. 3 cổ đông này đều là người nhà ông Quyết, bao gồm anh họ Trịnh Văn Đại, em họ Hoàng Thị Thu Hà và em rể Nguyễn Văn Mạnh. 3 cổ đông này có nhiệm vụ duy nhất là ký khống sẵn 14 giấy ủy nhiệm chi đưa cho Huế. Ngày 25 tháng 4 năm 2014, bà Huế chuyển 35 tỷ đồng tiền mồi vào một tài khoản của bà Hà. Ngày 28 tháng 4 năm 2014, bà Huế chuyển 35 tỷ đồng này vào tài khoản của Faros theo diện góp vốn. Ngay sau đó, bà Huế rút 35 tỷ tiền mặt khỏi tài khoản của Faros, chia nhỏ cho 3 cổ đông, 14 tỷ đồng vào tài khoản của Đại, 9,7 tỷ đồng vào tài khoản của Hà, 10,3 tỷ đồng vào tài khoản của Mạnh. Bà Huế sau đó lấy tiền vừa được chia cho 3 tài khoản này, chuyển vào tài khoản Faros. Quá trình quay vòng rút nộp tiền vào tài khoản Faros được Huế làm 8 lần. Sau 2 giờ, vốn điều lệ của Faros từ 1,5 tỷ đồng ban đầu tăng lên 225 tỷ đồng. Vụ án liên quan cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết và 49 đồng phạm dự kiến triệu tập 100.000 nhà đầu tư sẽ diễn ra nhiều ngày, bắt đầu từ ngày 22 tháng 7. Trong vụ án, ông Quyết bị Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao truy tố về 2 tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.